Rồi xin chào anh em gần xa nha. Thì chiếc này là em đang bảo dưỡng về thủ thừa của Long An ha. Thì bữa giờ em đi công chuyện cho nên không có ở đây, không quay được lúc mà khách lừa máy với lúc đang làm bảo dưỡng. Thì giờ quay lúc máy đang làm lửng lửng rồi ha. Thì bây giờ bên em đang tiến hành làm vệ sinh máy và làm bảo dưỡng lại hết tất cả toàn máy cho khách ha. Bơm số làm miễn phí luôn nha. Đây. Máy hiện tại giờ đang làm tới đây rồi ha. Đang làm dần chân. Hộp số đó đem đi làm lại ha. Đó. Rồi chào anh em nha, cái này về hộp số em đang gáp lại nha, còn lên bồn mới là xong, sơn xong hết rồi đó, còn gáp năng nữa là xong. Đây một mớ phụ tùng ở trong số luôn, này thay miễn phí nha anh em. Rồi bây giờ em đang vô xích nha, đây là một thùng xích mới đây đang chuẩn bị vô đó. Máy đồ đã ráp hoàn chỉnh, hộp số ráp hết rồi. Máy này lên hình hoàn chỉnh rồi nha anh em, gáp hàm đồ hết tất cả luôn, bảo dưỡng xong hết rồi, lắp xích mới luôn đó, xích mới 100% luôn, chân cũng đã làm xong luôn. Chào anh em nha, bây giờ bắt đầu lên máy về Long An nha. Con này giờ là bảo dưỡng xong rồi. Rồi xong, giờ chính thức về Long An, em giao về nhà cho khách đây, cặp xích cũ khách để đây ha, xe máy này thay cặp xích mới 100%, đó, chân cắn rồi làm hết sạch bách hết trơn rồi. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi, đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long á, cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.